Yo, xin chào bạn, mình là Vinh Số đây. Hôm nay thì mình sẽ cosplay anh Vinh để gửi đến các bạn một cái bài so sánh nhanh giữa hai cái mẫu máy có thể gọi là hot nhất thời điểm hiện tại. Đó chính là chiếc Galaxy Note 7 Plus cũng như là Pixel 4XL. Bạn nào theo dõi sự kiện đêm qua ấy, biết là chiếc Pixel 4XL sẽ bán ra mức giá là 899 đô. Còn khi về Việt Nam thì theo mình nghĩ mức giá nó sẽ cao hơn nữa cơ. Chiếc Galaxy Note 10 Plus thì hiện tại ở Việt Nam chúng ta sẽ có rất là nhiều chương trình khuyến mãi. Ví dụ như các bạn tham khảo tại cửa hàng Cellphone S này, chúng ta sẽ có chương trình là tặng phiếu hoàng trị giá 2,5 triệu. Thêm vào đó các bạn có thể tham gia những chương trình ví dụ như thu cũ đổi mới của Samsung chẳng hạn. Về phần thiết kế thì mình sẽ không nói quá nhiều như kiểu là thiết kế nó sẽ như nào, nhưng mà các bạn nhìn cũng thấy rồi ấy. Thì chiếc Galaxy Note 10 Plus của mình nó sẽ theo một phong cách gọi là sexy với cạnh viền cong này. Sau đó là phần góc sẽ được hơi vuông một chút. Còn với chiếc Pixel 4XL thì nó sẽ hơi tròn một chút và có phần ngoại hình giống với chiếc B-Phone 3 của chúng ta. Tuy nhiên thì cái phần mặt sau ấy chúng ta sẽ thấy là một trời một vực các bạn ạ. Pixel 4XL có cụm camera vuông, có người thích có người không. Còn với chiếc Galaxy Note 10 Plus của mình, cụm camera sẽ được xếp dọc, nhìn nó có phần gọi là cân đối hơn. Phần mặt lưng ấy thì chiếc Pixel 4XL sẽ được làm nhắm nhắm một chút, nó không bóng bẩy nhiều chiếc Galaxy Note 10. Tuy nhiên cá nhân mình giá thì có một cái điểm chiếc Pixel 4XL này hơn chiếc Galaxy Note 10 Plus, đó chính là cái phần thiết kế cảm giác cầm nắm của nó. Nó cho một cái cảm giác cầm nắm cực kỳ là thoải mái các bạn ạ. Phần viền cũng như phần mặt lưng được làm nhám, không hề bám mồ hôi hay dấu vân tay, cầm rất là chắc. Trong khi đó thì chiếc Galaxy Note 10 Plus của mình, các bạn thấy bám mồ hôi dấu vân tay rất là nhiều. Chưa kể với phần cạnh viền nó làm hơi vuông vức như này thì các bạn sẽ cảm giác đôi lúc là hơi khó chịu khi mà các bạn nhét túi quần, túi áo. Và cầm lâu ấy thì các bạn sẽ thấy hơi mỏi tay một chút do thiết kế của máy nó phè phè ngang ngang này. Về phần màn hình thì mình đánh giá cả hai máy đều cho những cái trải nghiệm phải nói là cực kỳ tuyệt vời về khả năng hiển thị, màu sắc, nói chung là độ trung thực vân vân. Cả hai đều có một điểm chung đó là sử dụng tấm nền AMOLED với cái độ phân giải đó chính là lên 2K, tuy nhiên thì sẽ có kích thước nó khác một chút. Khi mà trên Galaxy Note 10 các bạn sẽ lên được khoảng tầm 6,5, 6,7 inch, trong khi đó thì chiếc Pixel nó sẽ chỉ khoảng tầm 6,2, 6,3 inch mà thôi. Bạn nào mà thích nó không gian hiển thị nó rộng hơn một chút hay là nhìn những màu sắc cũng như cạnh viền nó cong cong, vát vát, nhìn nó hấp dẫn, sexy thì có thể chọn chiếc Galaxy Note 10. Còn nếu bạn nào mà yêu thích một cái chiếc smartphone với kích thước màn hình nó nhỏ gọn nhưng mà vẫn có độ phân giải cao, khả năng hiển thị tốt thì mình đánh giá Pixel 4XL sẽ là một sự chọn phù hợp dành cho các bạn. Phải nói rằng màn hình của Pixel 4XL thực sự rất là tuyệt vời, nó cho những cái trải nghiệm màu sắc vô cùng là đã mắt, nó không hề kém so với Galaxy Note 10 Plus. Chưa kể Pixel 4XL nó có một điểm nhỉnh hơn so với chiếc Galaxy Note 10 Plus, đó chính là màn hình của nó. Nó cho tần số quét lên đến 90Hz, trong khi đó chiếc Galaxy Note 10 Plus của mình vẫn sẽ chỉ là 60Hz mà thôi. Tiện nói luôn về cái phần màn hình của nó ấy, thì mình sẽ nói luôn về cái công nghệ bảo mật đi. Trên chiếc Pixel 4XL năm nay chúng ta sẽ không còn cảm biến vân tay ở cả mặt trước và mặt sau, mà thay vào đó các bạn sẽ có Face ID ở phần mặt trước, ngay cạnh cụm camera selfie ở đây. Tuy nhiên hiện tại thì cái mẫu máy demo của mình ấy, nó sẽ chưa hoạt động cái tính năng này. Chính vậy mà để nói về bảo mật máy nào ok hơn thì hiện tại chúng ta sẽ chưa nói được. Tuy nhiên nếu nói về tính tiện dụng thì hiện nay có thể nói là cái cảm biến vân tay trong màn hình nó đang nhỉnh hơn một chút so với Face ID. Chiếc Pixel 4XL của mình thì sử dụng con chip đó chính là Snapdragon 855. Đây là một con chip có thể là mạnh ở thời điểm hiện tại và tất nhiên nó sẽ nhỉnh hơn một chút so với con chip Exynos 9825. Tuy nhiên thì với cái chiếc Pixel 4XL của mình chỉ là bản demo mà thôi. Chính vậy mà cái hiệu năng cũng như cái phần mềm của nó sẽ chưa được thực sự tối ưu. Mình chấm qua điểm AnTuTu ấy thì nó sẽ chỉ đạt khoảng tầm 287.000 điểm mà thôi. Và thêm vào đó chiếc Pixel 4XL nó vẫn sẽ chỉ sử dụng bộ nhớ là UFS 2.1 mà thôi, thay vì UFS 3.0 như kiểu trên chiếc Galaxy Note 10 Plus. Đây có thể gọi là một cái điểm trừ với chiếc Pixel 4XL này khi mà nó không được trang bị cái bộ nhớ trong với tốc độ đọc ghi nhanh nhất ở thời điểm hiện tại. Nói chung về hiệu năng ấy thì cả hai máy vẫn sẽ đáp ứng đầy đủ các nhu cầu cơ bản của bạn từ việc chơi game, lướt web cho đến xem phim vân vân. Mặc dù con chip Snapdragon 855 nó sẽ nhỉnh hơn một chút ở khoản chơi game. Tuy nhiên để đánh giá kỹ hơn ấy thì mình sẽ gửi đến các bạn ở cái bài đánh giá sau khi mà chiếc Pixel 4XL nó có một cái bản gọi là bản chính thức thương mại với phần mềm hoàn chỉnh. Nếu bạn là một người thích Android thuần ấy thì Pixel sẽ là một sự chọn tuyệt vời khi mà nó cho trải nghiệm mượt mà với các tính năng hầu như không có bất kỳ sự tùy biến gì cả. Ngoài ra các bạn sẽ có thời gian update rất dài. Trong khi đó với chiếc Galaxy Note 10 Plus của mình, hệ điều hành của nó được tùy biến rất là sâu với những tính năng thú vị, ví dụ như kiểu là game launcher này, sau đó là những cái ứng dụng của Samsung, họ trang bị rất là nhiều. Cái này sẽ tùy thuộc vào sở thích của bạn, các bạn thích cái sự chọn nào hơn, Android thuần hay là Android tùy biến, hãy để lại kiến bên dưới nhé. Phần camera thì đánh giá hiện tại nó sẽ là quá sớm và hơi bất công đối với chiếc Pixel 4XL của mình khi nó vẫn chỉ là bản demo, thậm chí một số cái tính năng ví dụ ở camera selfie nó vẫn chưa hoạt động. Chính vậy mà mình sẽ show một số kiểu ảnh dành cho bạn để gọi là xem và tham khảo thôi, còn mình sẽ không đánh giá quá sâu với cái phần này. Tuy
Tuy nhiên trên chiếc Pixel 4 XL thì các bạn sẽ thấy phần giao diện camera nó sẽ có một chút sự thay đổi đây. Với cái phần điều hướng các bạn sẽ tùy chỉnh ở phần trên này. Tuy nhiên nếu bạn nào cũng thích giao diện camera như này thì mình sẽ để file cài đặt của camera Pixel 4 XL bên dưới nhá. Các bạn có thể cài đặt và sử dụng. Cuối cùng về viên pin Pixel 4 XL năm nay mình tham khảo được ấy, thì nó sẽ được trang bị một viên pin là 3700 mAh. Còn với chiếc Galaxy Note 10 Plus của mình, viên pin sẽ là 4300 mAh. Tuy nhiên với việc gánh cái màn hình to hơn ấy, thì mình nghĩ rằng cả hai máy có thể gọi là cho cái thời gian sử dụng pin tương đương nhau. Mặc dù những năm trước đó ấy, Pixel luôn bị đánh giá thấp về khoảng thời gian sử dụng pin. Bạn nào mà chưa biết ấy, thì có thể xem bài đánh giá của anh Vinh Sô về chiếc Pixel 3 XL. Thời gian sử dụng pin của nó cũng không quá là trâu. Mong rằng năm nay thì Pixel họ sẽ cải thiện được cái thời gian sử dụng pin của mình. Đó là tất cả những cái chia sẻ nhanh của mình cũng như so sánh nhanh về hai mẫu máy Pixel 4 XL cũng như Galaxy Note 10 Plus. Chiếc Pixel 4 XL thì chúng ta sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa khi mà người ta xách tay về. Trong khi đó chiếc Galaxy Note 10 Plus, nếu các bạn mua ở tại thị trường Việt Nam hàng chính hãng tại cửa hàng ấy, chúng ta sẽ có một loạt các dịch vụ đi kèm. Ví dụ như các bạn sẽ có trừ hàng khi mà các bạn mua qua VNQR Pay này. Link chi tiết thì mình sẽ đặt bên dưới phần mô tả để bạn dễ dàng tham khảo nhé. Các bạn hãy subscribe và bấm chuông để cập nhật những video mới nhất đến từ Vật Vờ Studio nhé.